Hơn một tuần nay, cứ đúng 7 giờ 30 phút sáng, em Trần Vũ Phương Linh, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa, lại nghiêm túc vào giờ học ôn tập trực tuyến. Với những thao tác đơn giản, truy cập vào mạng xã hội Skype, em Phương Linh có thể kết nối, gặp bạn bè, lắng nghe bài giảng của cô giáo, thậm chí là tham gia phát biểu. Con thích phần mềm học Skype hơn. Qua cái phần mềm này em có thể giao tiếp với giáo viên giống như là đang ở trên lớp vậy, có thể trao đổi bài với các bạn. Hầu hết các bạn trong lớp em đều cảm thấy rất là hứng thú bởi vì là có thể cùng nhau hẹn giờ, cùng gặp nhau trên một cái trang và cùng nói chuyện trao đổi về bài. Khác với lại trang còn lại là chúng em chỉ tự học một mình và không có ai để trao đổi những bài khó. Cùng với Phương Linh, các bạn khác cùng lớp và cả giáo viên trên hệ thống cũng chung tinh thần dạy và học tích cực, hào hứng như đang ở trên lớp học. Không đến trường để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, trường Trung học cơ sở Long Toàn đã triển khai hệ thống học trực tuyến VOEDU và Viettel Study cho học sinh. Với hình thức tự ôn tập rồi làm kiểm tra qua hệ thống mạng như thế này, lúc đầu nhiều em nhỏ lẫn giáo viên chưa quen nên chưa mấy quan tâm, thậm chí không tin vào hiệu quả sử dụng, nhưng rồi các tiết học dần thiết lập. Bên cạnh việc ôn tập trực tuyến qua VOEDU và Viettel Study, trường Trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã triển khai hình thức củng cố kiến thức cho học sinh khối lớp 9 qua mạng xã hội Skype. 3 môn học được chọn thí điểm thực hiện là Văn, Toán, Anh Văn. Là thực hiện theo cái hướng dẫn của ngành giáo dục về cái việc ôn tập cho học sinh ở nhà. Mà cái việc mà giao bài cho các em cũng như là cái việc cho các em tự học ở nhà, kiểm tra lại các em chỉ chờ các em gửi bài qua đó, thì nó hơi thụ động. Và cũng chưa có chắc chắn là 100% là những cái vấn đề các em không hiểu. Nên là để đảm bảo được cái nội dung ôn tập cho các em và đặc biệt là giải quyết những cái vấn đề cho các em trong cái thời gian các em nghỉ á, thì ban giám hiệu nhà trường cùng với lại quý thầy cô, đặc biệt là các cô dạy văn, toán, tiếng Anh của khối 9 lên cái chương trình. Nói chuyện trực tiếp với giáo viên, được nhìn thấy mặt rồi, rất là vui với các bạn khác nữa. Mà bản thân mình ôn á, mình lười nhát lắm, là mình ôn cho có thôi, nếu có giáo viên thì sẽ được tốt hơn. Việc áp dụng cùng một lúc hai hình thức ôn tập trực tuyến cho học sinh, chương trình của Sở Giáo dục Đào tạo và mô hình thí điểm của nhà trường đã và đang mang lại sự trải nghiệm thú vị của cả thầy và trò của trường Trung học cơ sở Long Toàn. Chúng tôi phải soạn ra là hôm nay sẽ lên lớp dạy cho các em cái phần nào thì chúng tôi phải soạn trước. Và thậm chí là tôi đã phải hôm qua phải soạn như giáo án đánh trên máy. Đó là mình soạn cái bài đó, xong rồi hướng dẫn các em. Ví dụ là nếu mà các em giải quyết vấn đề ra được á, thì tốt, còn nếu không thì tôi phải trình chiếu cái bài của tôi lên từng phần một để hướng dẫn cho các em. Và chúng dựa vào những cái phần đó thì các em sẽ hình dung ra được những cái gì mà cô giáo mà ở nhà các em không tự làm được, thì các em sẽ hình dung ra được và chúng các em sẽ giải quyết vấn đề đó một cách là dễ hơn, nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Chúng ta sẽ phải làm được bài tập 16 cho cô nghe chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm tiếp một cái bài dạng khác, ví dụ là dạng về sử dụng về hình học này, hay là sử dụng về năng suất này, giải tiếp này, ngày mai cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm tiếp nha. Rồi các em có cần hỏi gì cô thêm không? Không. Rồi vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây nha.